Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục mình đi bẫy chim chích chim mào các bạn ạ. Mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi bẫy chim chích chim mào nhé. Con mồi mình đang treo kia nó kích rồi các bạn. Xem là tí nó có không nhé các bạn. Có thì là mình sẽ quay cho các bạn xem thôi. Và để xem nó còn có thành quả không nữa. Các bạn cùng theo chân mình đi bẫy chim chích chim mào nha. Được một con rồi nhé các bạn ơi. Xuống nha các bạn nhé. Đây mình treo rất cao luôn. Đây một con chim bánh tẹ nha các bạn nhé. Đẹp chưa? Còn một con nữa nha các bạn nhé. Để mình treo con mồi lên xem là nó còn đánh hay không nhé. Con mồi mình vừa treo lại trên đó nha các bạn nhé. Đây là con bộ đây. Vừa máy được đây. Đây các bạn. Đây là con bổ mà mình vừa bẫy được đây. Rất là đẹp luôn nhá. Con này đang thay lông các bạn. Rất chi là dữ luôn đấy. Mình vừa treo con mồi có một tí thôi. 2 phút đấy. Nó bay về nó đánh luôn. Được một con nữa rồi các bạn ơi. Đây. Wow. Từ để mình bắt ra nhé. Đây. Em trống nữa nhá. Em bánh tệ. Đây, vừa bắt ra rồi. Quả mào của con này được không các anh em? Đây. Quả mào rất là đẹp luôn nha. Chim mồi. Đánh không? Nó vừa đánh tráng rồi các bạn. Quả màu của con chim này rất là đẹp luôn nhé. Vậy là được 2 con rồi nhé các bạn ơi. Quả màu này quá là ok luôn đấy. Kịp đẹp luôn. Hiếm khi có quả màu đẹp như này đó. Và bây giờ tiếp tục đi lên nhé các bạn nhé. Lên tít trên này. Mình kiếm xem là con bầy nào không nhé. Được 2 con rồi. Các bạn cùng theo mình đi xem là mình còn bẫy được không nhé. Đang có mấy con bổ nó hót từ trên này các bạn ạ. Và mình treo cái con mồi ở đây. Thử xem là nó có về không nhá. Nó không về các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ thu con mồi và mình sẽ chạy theo nó nhé các bạn nhé. Theo như kinh nghiệm của mình á thì là mình hình như là bọn chim chích chim mào này á là mình phải đi vào tận địa bàn của nó. Như kiểu là phải vào khu rừng của nó các bạn. Thì nó mới đánh. Còn mình mà không đi vào được tới nơi mà nó ở, chỉ nghe nó hót xong rồi mình treo con mồi nó hót kích lại ấy, thì là nó sẽ không vào đánh nha các bạn nhé. Cho dù nó vào á thì nó chỉ vào qua một cái, nó bay qua một cái xong rồi nó đi luôn rồi. Nó vừa đi lên trên này rồi thì mình sẽ chạy lên theo nó xem mình có bẫy được không nha các bạn nhé. Các bạn, mình đang treo thử con mồi đây xem nào. Nó có về không nhé các bạn nhé. Nó vẫn đang hót ở trên này. Con kia nó không đánh các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ đi tìm một đàn khác để mình bẫy nhé. Lại tiếp tục đi lên thôi.
nãy giờ đi kiếm thì không được con nào nữa các bạn ơi. Thôi thì là mình đi về nhé các bạn nhá. Trên rồi này, già lắm. Trên này, trên này, già lắm. Thôi bây giờ mình đi về nhé các bạn nhé. Và mình sẽ kết thúc video ở đây luôn. Nào mà xem tới đây rồi thì đừng quên là cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Và mình sẽ quay lại những video tiếp theo và mình sẽ bái đấu cho các bạn xem nhá. Bye bye các bạn. Hôm kia nó không đánh các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ đi tìm một đàn khác để mình bái nhá. Lại tiếp tục đi lên thôi. Mình đi nhá các bạn nhá. Từ nãy giờ đi kiếm thì không được con nào nữa các bạn ơi. Thôi thì là mình đi về nhá các bạn nhá. Trên rồi này, già lắm. Trên này, trên này, già lắm. Thôi bây giờ mình đi về nhá các bạn nhá. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại đi bái chim. Này, này mang hai con mồi nhé các bạn nhé. Như đoạn đầu video các bạn thấy là mình chỉ mang một con chi chi màu thôi, nhưng mà kiểu video đó nó hơi ngán các bạn, nên là mình hôm nay mình lại làm thêm một video nữa để kết thêm với cả video đấy. Là mình mang hai con mồi, một con chi chi màu với cả một con khiếu màu hụng đốn nhé các bạn nhé. Và các bạn cùng theo mình đi bái xem là có được không nhá. Đây các bạn, khu rừng hôm nay mình chọn đi thì là tít trên có mai nhiều nhiều đấy nhá các bạn nhá, mai trắng đấy nhá. Đây mình sẽ đi lên ngọn đồi này, đi thẳng lên trên này nhá. Mình đi bái trên này xa lắm các bạn ạ. Rồi mời các bạn cùng theo cho mình đi nhá. Này mày đẹp quá. Này trời không nắng, cũng không mưa. Trời xanh và có mây rất đẹp luôn. Hy vọng là sẽ có nhiều thành quả quay cho các bạn xem. Đi nhá các bạn. Mình đang trêu thử hai con mồi đây xem là có không nhé các bạn nhé. Mình đang đi một đoạn dốc rất là xa. Từ sau này lên, từ đây lên còn xa nữa. Nó lên thẳng dốc đứng luôn. Hai con mồi nó đang kích nhưng mà không nghe thấy con bổ nó ở đâu cả.
Mình răng lưới ở đây được một con chín hút mật rất đẹp luôn các bạn. Chẳng biết là dòng hút mật nào đây. Đây là con ngừ lửa à, có phải không đây? Đây. Nhưng mà mình không có kinh nghiệm về chín hút mật nè. Mình vẫn chả biết con này là con dòng chín hút mật nào ạ. Vì là hút mật này nhiều dòng lắm. Mình không biết được. Mình răng lưới này là chủ yếu mình bẫy chim chi chi màu nhưng mà không được các bạn. Nên là chín hút mật này á, mình cũng không biết nôi nên là thôi mình thả nó đi nhé các bạn nhé. Mình chỉ răng lưới này mình bẫy những con mà mình bắt thôi. Còn những con mà mình không bắt được thì mình không bắt. Rồi, bye bye em nhá, đi nhá. Đi rồi các bạn ơi. Đang có khiếu màu hùng đốn các bạn ơi. Để mình đặt máy quay đây xem là nó có đánh nhá. Trông như nó có láng đấy. Đây đây đây. Nó bay về luôn đây. Từ để mình đặt máy quay đây nhá. Ok, được một con rồi nha. Khiếu màu hụn đốn đây. Từ để mình bắt ra nhé các bạn. Này. Con này là con trống đấy nhá các bạn nhé. Xinh chưa? Vẫn còn con máy nữa các bạn. Nhưng mà con máy chắc là nó không đánh nữa đâu. Thôi mình đi lên nữa nhé các bạn nhé. Để mình thử treo lại xem là con máy nó có về nữa không nhé các bạn nhé. Nó vẫn đang ở quanh quanh đây, nó không đi cơ. Vẫn đang có chi chi màu các bạn ạ. Mình vừa treo lại con khiếu màu hụn đốn thì mình chạy lên đây. Con chi chi màu nó bay về rồi nhưng mà mình ấy lên nó chạy đi mất. Để mình treo lại con mồi ở đây nhá, tí xem nó có về không. Con chim máy nó đi rồi các bạn. Mình thu lồng và mình đi lên trên kia mình đi thôi. Các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là một cái tổ chim nhé các bạn nhé. Mình đi tới đây và con chim mẹ nó vừa bay ra. Trong lúc trời nó lại đang mưa chứ lại. Chả biết là có gì ở trong đây. Nó cũng phải một đoạn mình không với tới được. Đây. Không tới được. Để mình tìm cách để mình quay cho các bạn xem nhé. Các bạn để ý mà xem nhé. Cái cành cây này nhé.
Nó chỉ là một cành bé bé như này thôi mà con chim này nó liều thật đấy. Nó làm tổ kiểu gì không biết. Mà cành này đã khô rồi nhá. Thôi mình cũng chả quay được trong tổ cho các bạn xem. Trời đang mưa nữa thì mình đi tìm một cái chỗ nào để mình trú mưa nhé. Xa lắm đây này. Chả biết nhà ở đâu luôn rồi. Đang mưa á. Đang mưa rất to. Mình đang đi về rồi các bạn ạ. Về đây. Gần nguyên một đàng đấy rất đông luôn. 5-6 con lượn. Mình đang trêu con mồi ở trên cái cây này. Đây, mấy con bổ nó đang hót rồi. Cùng chờ xem là có kết quả không nhé các bạn nhé. Nó đang bay về rồi. Cùng chờ một tí xem là có kết quả không nhé. Nãy vừa lấy được một con thiếu mà hụn đố nữa này các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Con chi chi màu người Nam Kiều đây nhưng mà có mấy anh nó đi qua nên là chi màu bay đi mất rồi. Thiếu mà hụn đố thì từ nãy được rồi nhưng mà mình vẫn đang chờ xem là chi chi màu nó đánh thì mình lấy cả thệ. Bây giờ mình bắt ra để mình đi chỗ khác nhé. Chị Mào đang về rồi các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi. Này. Ui. Nó lại sổng mắt. Lưới của mình bị sao mà nó lại sổng nhỉ? Thì để mình xem lại nhé các bạn nhé. Tiếc quá. Được các bạn ơi. Tại đường ơi. Từ này mình bắt đây. Xem tí nó lại sổng mất. Rồi đây. Lại treo con mồi vào chỗ đây rồi nhé các bạn. Để xem nữa một tí nữa xem là nó có đánh nữa không nhé. Còn hai con trống nữa. Rồi để mình trốn đi chỗ khác đó. Được thêm một con nữa đấy các bạn này. Chỗ này là được hai con rồi đấy nha. Xịn. Từ từ mình bắt ra đó. Bây giờ là đi nha các bạn nha. Còn một con nữa nhưng mà con ấy chắc là con mà vừa nãy vừa đánh á. Đầu tiên đấy. Nó bị sổng nên chắc nó sợ nó không đánh nữa rồi. Thế thì thu con mồi xong rồi mình đi xuống nhá. Xuống tí dưới kia có thì mình lại quay và bấy đấu cho các bạn xem. Nãy là nó đánh nhanh quá mình không kịp đảm máy quay được. Mình đi nha các bạn nhé. Bây giờ là đi về thôi nha các bạn nhé. Từ bên kia xuống thì lấy được hai con nữa thôi. Bây giờ là không có chim nữa rồi. Về tới đây thì cũng có rồi. Để mình đi qua rừng rồi thì là mình sẽ quay thành quả cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ lấy thành quả cho các bạn xem nhé. Vừa nãy là mình đi tít từ trên này này các bạn này. Đấy. Thẳng chỗ tay mình chị này luôn. Gần đến chỗ chân núi đấy rồi nhé. Đây thành quả nó ở đây này. Bạn nào còn nhớ là được mấy con không? Được 4 con nhé các bạn nhé. Thôi thì mình cũng chỉ báo thế thôi. Được 4 con thì bây giờ là mình sẽ đi về nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh này, một lượt like cho video nhé. Để mình có thêm động lực để mình làm những video bày đấu hay hơn cho các bạn xem nhé. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Thôi bây giờ mình về nhé các bạn.